Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word. Thì các bạn có thể thấy ở đây này, khi tạo một văn bản khoa học hay là một báo cáo đồ án tốt nghiệp hay báo cáo đồ án môn học, các bạn cần tạo cho mình một cái danh mục tài liệu tham khảo. Thông thường á, các bạn hay tạo bằng tay. Các bạn liệt kê các cái danh sách ở đây, sau đó các bạn liệt kê theo số như thế này. Và các bạn tham khảo ở đâu thì các bạn đánh số ở đó. Giả sử như các bạn lên đây các bạn thấy này, nếu các bạn muốn tham khảo ở cái đoạn này, ở tài liệu như thế này, thì các bạn sẽ đánh số bằng tay vào đây. Các bạn mở ngạch, đóng ngạch và gõ số của tài liệu tham khảo vào đây. Thì khi các bạn gõ bằng tay như thế này á, trong trường hợp các bạn thêm hoặc bớt các tài liệu tham khảo á, thì cái số này nó sẽ không còn đúng so với cái danh sách mà các bạn liệt kê trước đó. Nên các bạn phải ngồi sửa lại tất cả các số trên này. Giả sử như văn bản của bạn nó có đến 100, 200 trang. Bạn ngồi bạn sửa cái số này một hồi rất mất thời gian, nhưng mà xảy ra sai sót rất là nhiều. Thì hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái danh mục tài liệu tham khảo tự động để khắc phục được cái tình trạng là các bạn ngồi đánh bằng tay và sửa mất thời gian. Thì mình sẽ mở cho các bạn một cái file chưa có cái danh mục đó và hướng dẫn các bạn tạo lại từ đầu. Để tạo được cái danh mục tài liệu tham khảo á, các bạn vào cho mình là cái tab reference này. Bạn chú ý cho mình phần này, nó gồm có các cái tùy chọn sau. Đầu tiên là tùy chọn insert. Giả sử như cái tài liệu tham khảo của bạn chưa có gì hết, thì khi các bạn sổ insert xuống nó sẽ không có gì hết và nó yêu cầu các bạn add new sheet. Là trong cái phần quản lý sheet này, tùy chọn này á, nó giúp cho các bạn là tạo được các cái sheet mới, tài liệu tham khảo mới, những cuốn sách, những cái thông tin mà các bạn cần tham khảo thì nó sẽ được liệt kê ở đây. Cái phần tiếp theo là phần style. Style này là nó cho phép mình chọn các cái kiểu style đánh số tài liệu tham khảo. Thì thông thường á, có rất nhiều kiểu style như đã liệt kê trên đây. Nhưng mà ở Việt Nam và các bài báo khoa học á, thì họ hay chọn theo kiểu style là này nè các bạn. Style này á, là nó giúp các bạn là đánh số mở ngạch vuông ở đầu dòng á, thì nó sẽ đánh số và liệt kê theo kiểu này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn theo kiểu này, các bạn chọn cho mình. Thì chọn bên dưới này á, là cái phần là insert danh mục tài liệu tham khảo. Thì khi các bạn đã đánh số xong hết rồi thì các bạn insert cái danh mục tài liệu tham khảo này ở cuối cái báo cáo hoặc là cái bài báo của các bạn. Insert ở cuối như thế này nè các bạn. Đây. Thì sau khi các bạn tạo xong đó, các bạn insert bên cuối như thế này nè. Đây này sẽ có một cái danh mục như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách tạo danh mục chi tiết. Đầu tiên đó, các bạn sẽ tạo cho mình một cái sheet ở đây. Giả sử như ở trong này nó không có gì hết, mình delete hết đi, tạo lại từ đầu cho các bạn. Thì cái phần quản lý sheet này nó có các cái phần như sau. Đầu tiên là phần search, cho phép mình là search tìm kiếm các cái danh mục, các cái tên cuốn sách mình đã liệt kê trước đó. Hiện tại trong này nó không có gì hết nên nó không có search gì hết. Phần bên này nó cho phép mình là sắp xếp theo tác giả này, theo thể tác này, theo tên và theo năm xuất bản. Bên này là nó có liệt kê cho mình là các cái phần sheet list. Ngoài ra mình có thể load một cái sheet list mình xin ở đâu đó hoặc là mình có trước để mình load vào đây. Nhưng thông thường mình sẽ tự tạo sheet list mới nha các bạn. Tùy chọn ở giữa này nó cho phép mình là copy này, delete, edit và tạo mới. Giả sử như các bạn có cái danh mục cũ thì các bạn có thể edit. Còn nếu chưa có thì các bạn tạo mới hoàn toàn cho mình. Bên này là current list, là các cái list hiện tại được áp dụng trong cái tài liệu tham khảo của bạn. Các bạn hoàn toàn có thể tạo bên này nó có đến 1.000 cuốn sách. Nhưng mà thực tế ở tài liệu tham khảo của bạn tham khảo 2 cuốn sách thì các bạn copy từ 1.000 cuốn sách này qua bên này là 2 cuốn sách thôi. Các bạn chú ý cho mình. Bên dưới này là nó cho phép mình là review, xem các cái thông số mình đánh được ở dưới này á, là trước khi mình insert ra đó, thì nó sẽ có cái định dạng như thế nào này. Rồi đầu tiên á, các bạn tạo cho mình một số cái tài liệu mới, tạo new. Thì bên trong này á, nó sẽ cho phép mình là tạo các cái sheet, kiểu sheet. Thì kiểu sheet á, nó có rất nhiều kiểu sheet khác nhau. Các bạn có thể thấy là tham khảo theo sách này, tham khảo theo chương này, rồi tham khảo theo report này, tham khảo theo website này, đó, tham khảo theo tài liệu trên web, tài liệu điện tử gì đó, nó có rất nhiều các tùy chọn khác nhau. Nếu các bạn cần thì các bạn sẽ tìm hiểu từng cái tùy chọn này để các bạn lựa chọn. Nhưng thông thường đối với các bạn sinh viên thì thường hay chọn hai cái tùy chọn đó là phần book và book section. Ngoài ra còn có thêm tùy chọn là website và tài liệu từ website để các bạn tạo các cái tài liệu tham khảo bên trong các báo cáo của bạn. Thì các bạn chú ý cho mình bốn cái tùy chọn này. Đầu tiên đó là website này, rồi document from website, book và book section. Thì mình sẽ tạo từng cái tùy chọn này cho các bạn. Đầu tiên các bạn tạo cho mình là book. Thì bên dưới này á, các bạn có thể thấy là nhập tên tác giả ở đây. Ví dụ như tên tác giả này là ai. Giả sử như mình viết cuốn sách này đi, thì mình đặt tên vô. Ở dưới này đồng tác giả. Thì nếu có nhiều tác giả khác nhau thì các bạn tích vào đây. Còn không thì các bạn chỉ cần là tích trên này thôi. Tên của cuốn sách là gì. Ví dụ cuốn sách của mình là hướng dẫn Word đi.
Năm xuất bản là gì? Năm xuất bản giả sử như năm này là năm 2021 ở thành phố Hồ Chí Minh, và cái này là nhà xuất bản. Nhà xuất bản ví dụ như là Đại học Quốc gia. Bạn điền đúng các cái thông số này vào cho mình. Bên dưới này là tag. Tag name á, thì các bạn sẽ cần là cái khi mà nó chọn cái tag name á, nó sẽ đánh số các tài liệu tham khảo theo các cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì thông thường tag name á, nó sẽ viết tag của là cái tên tác giả cộng cho cái năm xuất bản. Thì các bạn để mặc định cũng được, không sao hết. Hoặc là bạn có thể sửa theo tên của bạn, tùy ý. Và bên này ngôn ngữ thì các bạn để ngôn ngữ mặc định cũng được. Nếu các bạn máy tính chưa có cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt thì nó chỉ có là ngôn ngữ mặc định thôi, định là nó sẽ theo tiếng Anh thôi. Hoặc là các bạn cài tiếng Việt rồi thì các bạn chọn tiếng Việt. Rồi các bạn tiến hành OK. Như thế là mình đã tạo được một cuốn sách trong cái tài liệu tham khảo này. Tương tự các cuốn sách khác nhau các bạn có thể tạo. Mình tiếp tục tạo new cho các bạn, thì chọn tiếp theo là book section. Tương tự như cái phần book thì book section nó có thêm nhiều cái tùy chọn hơn. Bạn có thể nhập là tên tác giả này. Tầm tác giả thì không cần. Này là tên cuốn sách. Ví dụ như là hướng dẫn làm YouTube đi. Này là cuốn sách là gì? Đó, cái này là tên chương, cái này là tên book nha các bạn. Ví dụ như tên book là làm YouTube. Này là năm xuất bản, giả sử như 2021. Số trang cuốn sách này là ví dụ như 200 trang. Ở thành phố là Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản là gì? Ví dụ nhà xuất bản Đại học Quốc gia đi. Rồi, tab name cũng vậy luôn. Ngoài ra các bạn có thể là chọn cái tùy chọn này. Chọn vào đây. Để show thêm các cái thông tin chi tiết. Nếu các bạn muốn điền thêm thông tin chi tiết. Còn không á, thì các bạn điền cho mình các thông tin cơ bản thôi. Thông thường á, thì mình hay điền các thông tin cơ bản này thôi. Không cần chi tiết quá như thế này. Chi tiết quá như thế này nếu các bạn cần thì các bạn điền hết vào đây. Các cái thông số về năm xuất bản rồi. Phiên bản bao nhiêu rồi short list. Thay tên ngắn tên dài thì chương số gì đó. Bạn cần thì các bạn điền hết ở đây. Còn thông thường á, mình chỉ điền các cái thông số cơ bản thôi. Tắt này đi. Ngôn ngữ các bạn để mặc định. Sau đó các bạn OK. Thì các bạn đã có được một chương của cuốn sách tiếp theo. Tương tự các bạn tạo cho mình cái phần web. New vào này, chọn như này, sau đó chọn website. Website thì tác giả của website thì thông thường tác giả là gì thì bạn nhập vào đây. Rồi, năm. Đó, các thông số gì đó, tương tự tên của website này. Đó, công ty, sản phẩm của công ty nào, năm nào xuất bản, ngày nào, tháng nào thì các bạn điền hết vào đây. Tương tự như lúc nãy cái phần cuốn sách thôi. Và các tùy chọn nữa, các tùy chọn khác nhau nữa thì các bạn cũng sửa như vậy thôi. Bạn nhập hết tất cả các thông số này vào. Sau đó các bạn OK thì các bạn sẽ được cái danh mục tài liệu tham khảo như này. Giả sử như cái phần này á mình chưa nhập gì hết này, nó qua nó bấm dấu hỏi là các bạn chưa nhập các thông số nào hết thì các bạn có thể delete nó đi. Và các bạn được hai cuốn sách như này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là chèn cái tài liệu tham khảo này vào bên trong cái văn bản của mình. Sau khi tạo xong các bạn nhấn close cho mình. Và các bạn tiến hành ra ngoài này. Giả sử như trong văn bản của mình ở đoạn này đi. Các tín hiệu này các bạn tham khảo ở cuốn sách số 1. Thì các bạn sẽ để chuột ở cuối cái đoạn văn bản này. Sau đó các bạn chọn cái phần insert này các bạn sổ xuống. Ví dụ như tham khảo ở cuốn sách này. Thì các bạn tích vào. Đó, nó sẽ chèn cho mình là cái số 1 tham khảo ở cuốn sách này. Tương tự như ở đoạn này. Nếu các bạn tham khảo cuốn sách số 2. Thì các bạn sẽ sổ xuống. Và các bạn chọn tham khảo cuốn sách số 2. Thì nó sẽ đánh ra cho mình cuốn sách số 2. Đây các bạn. Đây là cuốn sách số 2. Bỏ cuốn sách số 1 vào đi. Rồi tương tự cho các cái đoạn khác. Nếu các bạn có 3 tài liệu thì các bạn chèn tương tự để chuột cái này. Sổ xuống này chọn cuốn sách mình tham khảo và chèn nó thôi. Rồi sau khi chèn hết tất cả các cái tài liệu tham khảo như này. Các bạn thấy cái số nó mờ không? Số này là số được chèn tự động nha các bạn. Và sau khi chèn xong hết tất cả các số này. Các bạn tiến hành là tạo danh mục tài liệu tham khảo ở bên cuối tài liệu. Thì giả sử như mình tạo danh mục tài liệu tham khảo ở cuối tài liệu như này. Thì các bạn tiến hành chọn cho mình là cái tùy chọn là này. Sau đó các bạn sổ xuống, các bạn chọn insert vào nó. Hoặc là các bạn bấm trực tiếp vào nó insert thôi. Các bạn chọn này để các bạn xem được, xem trước này. Đó, xem trước nó sẽ tạo như thế nào. Thì các bạn chọn vào đây. Thì nó sẽ insert cho mình cái tài liệu tham khảo kèm với cái tên danh mục này. Reference này. Danh mục tài liệu tham khảo của mình là nó đang có là các cái số này. Các bạn thấy không? Thì các bạn đã chèn được một cái danh mục tài liệu tham khảo một cách tự động. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là update cái phần tài liệu tham khảo này. Bây giờ các bạn sẽ kéo lên này các bạn tìm về các cái số này. Bạn thấy không? Nó đang tham khảo là tài liệu nào. Thì để biết được là hiện tại có bao nhiêu tài liệu tham khảo được đánh trong văn bản của các bạn á. Thì các bạn vào cho mình cái phần là manager suite này. Các bạn để ý cho mình cái phần current list này. Bạn thấy không? Cái tài liệu nào mà có đánh dấu tích ở trước này này. Là tài liệu đó hiện đang được tham khảo trong tài liệu của các bạn.
Còn nếu không có, ví dụ không có tích này, thì nó sẽ không có tham khảo gì trong tài liệu của bạn hết. Thì các bạn chỉ cần là tài liệu nào á, mà không tham khảo thì các bạn delete đi. Đó, chú ý nha, vào bên trong này cái nào mà có dấu tích á, thì các bạn đã tham khảo. Còn cái nào không có dấu tích á, thì các bạn chỉ cần delete đi. Sau đó các bạn close đi. Và các bạn ra ngoài các bạn cập nhật lại cái danh mục tài liệu tham khảo chỗ này. Đó, lập tức nó cập nhật cho mình cái danh mục tài liệu tham khảo. Bây giờ mình làm lại nè. Để kiểm tra cái đó, bạn vào bên trong này. Manager suộc. Bạn kiểm tra, giả dụ như mình có thêm cuốn sách này đi. Thì á, cái tài liệu tham khảo nào được tích á, là số đó đã được tham khảo và được đánh số lên trên phần tài liệu của mình. Nếu không có dấu tích á, thì các bạn xóa nó đi. Bạn close. Sau đó ra các bạn update cái phần tài liệu tham khảo này, chọn vào đây. Update lập tức nó sẽ update các cái danh mục tài liệu tham khảo được tham khảo bên trong văn bản của mình. Đó, các bạn thấy nhanh không? Thay vì các bạn ngồi các bạn tìm rồi các bạn đọc lại thứ số nào các bạn tham khảo, số nào các bạn không tham khảo thì biết bao giờ mình cho xong. Cái này nó liệt kê và nó đánh số cho mình rất là nhanh. Rồi các bạn chỉ việc cập nhật vào thôi. Giờ giả sử các bạn cập nhật thêm lên ông thầy ông nói bây giờ tao muốn thêm tham khảo thêm vài cuốn sách nữa. Các bạn vô này. Bạn tạo cho nó xong các bạn copy qua đây. Xong các bạn ra ngoài các bạn đánh. Ví dụ như thêm vào đây. Thêm vô là tài liệu số 2. Hướng dẫn làm YouTube. Đó, thêm vô tài liệu số 2, chỗ này cũng tài liệu số 2. Hướng dẫn làm YouTube. Rồi xuống dưới này các bạn cập nhật vào, chọn vào này, update. Bạn thấy nhanh không? Rất là nhanh chóng luôn. Đó là cái cách để các bạn thực hiện một cái văn bản một cách chuyên nghiệp và đỡ mất thời gian và sai sót nhất có thể. Đó là video hôm nay á, mình đã hướng dẫn được cho các bạn là cách tạo được danh mục tài liệu tham khảo. Thì tổng hợp lại chuỗi video hôm bữa giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn là gì? Thứ nhất là các bạn tạo được mục lục nè, tạo được danh mục hình ảnh nè, danh mục bảng biểu nè, đánh số thứ tự công thức nè, và tạo một cái danh mục tài liệu tham khảo. Đó là tất cả các cái phần cơ bản nhất để các bạn có thể tạo được một báo cáo chuyên nghiệp giúp các bạn đỡ mất thời gian hơn. Thì sắp tới mình sẽ tổng hợp lại các cái video và hướng dẫn các bạn chi tiết các cái bước để thực hiện về Word từ cơ bản đến nâng cao. Nếu các bạn nào thấy các cái chuỗi video này hữu ích đó, thì nhớ đăng ký kênh, like và share các cái video trên kênh giúp mình. Và đặc biệt là bật chuông thông báo để chờ đón các cái video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.